Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung phát triển và đảm bảo an ninh quốc phòng. Theo hợp đồng, gói thầu 5 mà Phương Thành thi công có tiến độ hoàn thành vào ngày 28 tháng 4 năm 2017. Công ty Phương Thành tham gia thi công cùng với 3 đơn vị với vai trò đứng đầu liên danh. Trong đó, giá trị Phương Thành đảm nhận 568 tỷ, chiếm 70% tổng giá trị gói thầu. Hạng mục nổi bật nhất của gói thầu chính là thi công hạng mục tường chắn đất có cốt dài 750 m. Có thể nói, đây là phân đoạn tường chắn có chiều dài kỷ lục của châu Á. Rút ra được những kinh nghiệm sau khi thi công xong hạng mục tường chắn MSE ở đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, công ty đã bố trí hệ thống máy móc phù hợp, đội ngũ công nhân và kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ để tổ chức thi công hạng mục đảm bảo chất lượng trong thời gian chưa đầy 5 tháng, được sự đánh giá cao về chất lượng của tư vấn, chủ đầu tư và công ty Frisnet Cộng hòa Pháp là đơn vị thiết kế hạng mục. Xác định chất lượng công trình nói chung và chất lượng bê tông nhựa nói riêng là vấn đề sống còn của dự án, công ty đã tiến hành đầu tư và lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa có công suất 150 tấn một giờ với giá trị hơn 20 tỷ đồng, lớn nhất của công ty từ trước tới nay, và máy giải mới với bề rộng vệt giải trên 8,5 mét. Đồng thời, chú trọng vào công tác chất lượng của bê tông nhựa, lựa chọn các nguồn đá có chất lượng đảm bảo, đưa về công trường sử dụng máy chuyên dụng để vo đá có được sản phẩm đảm bảo về thành phần hạt và độ thoi dẹt, đáp ứng yêu cầu của dự án. Quý 4 năm 2016, mặc dù thời tiết khu vực vào mùa mưa, trong khi các đơn vị khác đã nghỉ Tết, nhưng Phương Thành Chan Kon Sin vẫn duy trì công trường để tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. Tính đến nay, cùng với gói thầu CVK2C, công ty đã tham gia 2 gói thầu lớn có nguồn vốn của nước ngoài dưới sự quản lý của các tổ chức tư vấn quốc tế, và Phương Thành là thành viên đứng đầu liên danh điều hành toàn bộ hoạt động của gói thầu, tổ chức thực hiện một cách bài bản theo yêu cầu của dự án.